Tại quận Ngũ Hành Sơn, ngay trong sáng nay, các ngành và địa phương đã sớm thống kê thiệt hại, đồng thời huy động các lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả để trở lại nhịp sống thường ngày. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, bão số 4 khiến 3 nhà tốc mái hoàn toàn, 15 nhà tốc mái một phần, trụ sở một số đơn vị trường học bị tốc mái nhỏ, hư hại các công trình phụ, nhà để xe. Nhờ người dân chủ động phòng chống, đồng thời quận cũng kịp thời sơ tán dân ở các khu vực xung yếu đến nơi an toàn nên không có thiệt hại lớn về nhà ở cũng như về người. Ủy ban dân phường Quý đã chỉ đạo cho các lực lượng, đặc biệt là phân công cán bộ ổn chức của phường đi xuống từng khu dân cư để nắm lại tình hình thiệt hại. Rồi bên cạnh đó thì đã phân công cho lực lượng công an, lực lượng dân quân và các lực lượng khác phối hợp với các khu dân cư. Trước mắt là xử lý một số cây xanh lên các tuyến đường để cho thông các tuyến đường và phối hợp với lại các cái khu dân cư để dọn vệ sinh các cái rác thải của cây xanh và xử lý một số cái điểm ngập úng. Các tổ dân phố và vận động nhân dân thì tự khắc phục dọn những cây vật đổ trước nhà rồi tập kết trên nơi gọn gàng để cho bên vệ sinh môi trường họ để tới họ thu gom. Cũng như nhiều quận huyện khác thì lượng cây xanh trên các tuyến đường bị hư hại, ngã đổ cũng tương đối lớn. Trong sáng nay, quận đã huy động các lực lượng công an, quân đội, dân quân tự vệ cùng sự tham gia của người dân để dọn dẹp cây xanh, đảm bảo môi trường và giao thông thông suốt. Tại các trường học, nhà trường đã huy động cán bộ, giáo viên khẩn trương dọn vệ sinh, đảm bảo mỹ quan để học sinh đi học trở lại vào ngày mai 29 tháng 9. Tại cái khuôn viên khu đọc sách của nhà trường thì có hai cái dù bằng lá nhà trường tự xây dựng lên để đã tạo khuôn viên đọc cho các em thì bị gãy. Một cái nhà xe của học sinh thì đã bị sụp đổ. Để chuẩn bị cho cái công tác sáng ngày mai để các em được đi học đến trường á, thì nhà trường đã huy động toàn thể cán bộ giáo viên công nhân viên, đồng thời kêu gọi cái sự hỗ trợ từ phía ban đại diện cho mẹ học sinh nhà trường. Ngay trong buổi chiều hôm nay đã tiến hành thu dọn các cái cành cây. Do lượng cây xanh ngã đổ tương đối lớn, nên những ngày tới, quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục huy động các lực lượng để dọn dẹp, chằng chống, đồng thời khắc phục các hư hỏng về điện, chiếu sáng công cộng và hệ thống thoát nước, chống ngập úng khi có mưa lớn.